Alo, chào mọi người. Chia sẻ thật mọi người là tớ đang đang ốm. Cái giọng của tớ mọi người biết đâu, nó có độ trầm của nó, là tớ đang rất là ốm và tớ đang khá là mệt, bị khá là nhiều thứ kiểu kiểu ốm này, ho này, đó, đang ngậm kẹo luôn. Thì ngày hôm nay tớ được nhiều người gửi quá, và bản thân là bạn bè tớ cũng gửi rất nhiều, và tớ đã không muốn để cái này nó đến ngày mai, tại vì tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra mà nó hot đến mức như thế này. Và tớ muốn xem thử xem tại sao mọi thứ nó lại như thế. Thì chúng ta cùng xem thử trước nhé. Tớ chưa biết chuyện gì xảy ra cả, chưa xem cái gì cả. Mọi người có gửi cho tớ một link YouTube, một link TikTok, bạn bè tớ gửi cho tớ, đồng nghiệp gửi cho tớ, tất cả mọi người có gửi cho tớ, bảo là virus, hãy xem đi, hãy nói lên suy nghĩ, hãy cho mọi người thấy. Không biết chuyện gì. Ok, xem. Đây, mọi người có gửi cho tớ một cái video tên là TikToker NONO. Tại sao lại TikToker nó no ta? Tức là tên channel là no thì phải. Nhưng mà tại sao chửi bạn ấy ghê quá vậy? Cặn bã xã hội gì đấy, bla bla bla. Ok, xem thử xem là cái gì nhá. 3003. Người nghèo ăn gì nô nô cho ăn đó, tập 3003. Cái gì? Người nghèo ăn gì nô nô cho ăn đó, tập 30. Người nghèo ăn gì nấu nô cho ăn đó. Được rồi. Tại sao đặt cái tiêu đề như vậy ta? 003. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. What the fuck? Cái chuyện gì đấy? Nô cho ăn đó, tập 3003. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Dạ con chào bà. Không biết là buổi tối này đang trời mưa á, bà có ăn gì chưa ạ? Chưa. Bây giờ nè, bây giờ con có một món quà cho bà, là bây giờ bà có muốn ăn một món gì đó mà ngày xưa giờ bà không muốn ăn mà bà không có tiền mua không? Sẽ ăn quá trời rồi. Nghèo mà còn chưa được ăn nữa. Vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà, hai vậy nha. Really? Really? Nghèo mà còn chưa được ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà, hai vậy nha. Ăn phở. Ăn phở hả? Ăn phở. Trời ơi, phở nó rẻ nhưng mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Không, không, không. Rồi bây giờ con sẽ tặng cho bà một tô phở nóng, ok không? Bây giờ bà ăn tái nạm bò viên, bà ăn cái gì? Nạc á. Nạc đúng không? Rồi bây giờ bà ngồi đây, đợi con một chút xíu. Rồi con sẽ đi mua cho bà một tô phở nha. Bây giờ mình sẽ đưa mua một tô bún bò. Bà nói là bà không có răng nên bà sẽ ăn nạm với lại tái thôi. Một tô phở đây là 55. Bà ấy nói là bà ấy không có răng nên là bà nói là bà không có răng nên bà sẽ ăn nạm với lại tái thôi. Một tô phở đây là 55.000. Chết rồi, em còn có 54.000 à. Chị đỡ lấy lỗi em được không? Cảm ơn chị. Ok, bây giờ mình đi đây, đây go. Cái này mình mua luôn đồ nhựa để đựng. Mà cái chỗ này bán cũng ok, rất là nhiều thịt luôn. Này chưa ăn nên chưa biết ngon dở thế nào. Cái gì vậy trời? Cái này mình mua luôn đồ nhựa để đựng. Mà cái chỗ này bán cũng ok, rất là nhiều thịt luôn. Này chưa ăn nên chưa. Cái gì ông đang đổ là còn rơi cả cái miếng thịt ra ngoài kìa. Cái này mình mua luôn đồ nhựa để đựng. Mà cái chỗ này bán cũng ok, rất là nhiều thịt luôn. Ui, rơi cả cái gì ra ngoài kìa. Rơi cả thịt ra ngoài kìa. Này chưa ăn nên chưa biết ngon dở thế nào. Hết. Cái gì vậy? Cái này mình mua luôn đồ nhựa để đựng. Mà cái chỗ này bán cũng ok, rất là nhiều thịt luôn. Này chưa ăn nên chưa biết. Sao lại cầm như này, móng tay nó bẩn vào hết cả cái bát rồi. Really? Ngon dở thế nào? Hello, con đã đem tới cho bà một tô phở. Đây, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà ăn nha bà. Tôi chúc bà ăn ngon miệng. Dạ, tại vì biết sao không? Tại vì tụi con là một đám sinh viên nhỏ thôi. Nên tụi con không có số tiền lớn để làm. Nên mỗi người sẽ có Tụi con là một đám sinh viên nhỏ. con sẽ cho ăn một bất kỳ một món ăn ngon. Tại sao lại là cho ăn nhỉ? Sao không phải là mời, mua, tặng? Tại sao là cho ta? Ai cho ai cái gì ta? Nào đó mà các bà cứ chọn, nên là bà chọn phở thì tôi sẽ đem cho bà một món phở nha bà. Cảm ơn bà. Dạ, đó coi đi, cái số khổ là nó khổ gì đó. Tôi chọn ăn bất kỳ một món ăn nào đó thì làm ơn chọn bào ngư vi cá vô, tự nhiên ăn phở thôi, ăn ngon miệng là được thôi. Chúc bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp quà đâu, bye bye go go. Ăn ăn cái gì đây, bớt nghèo lại đi nha là sao? Bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp quà đâu, bye bye go go. Ăn ăn người. Cái gì vậy trời? Tại sao bây giờ có những người như thế này trời? Tại sao như thế này mọi người cũng cũng có thể là cái động lực của bạn ấy tốt tập 3003, tức là bạn ấy đã tặng rất nhiều người đồ ăn người ta mong muốn rồi. Nhưng tại sao
Cái từ ngữ dùng như vậy nhỉ? Để tớ sẽ cho các bạn xem lại. Nghèo ăn gì nô nô cho ăn đó tập 3003. Hello bà già nghèo khổ giữa. Trời ơi, hello bà già nghèo khổ là như nào? Nó bất lịch sự, nó sao ta? Nó bất lịch sự là một này, nó không có một chút lễ phép nào là hai này, không có trên dưới này. Người già họ ngồi đấy buổi tối rất là dễ giật mình, không có nhảy vào hello bà già nghèo khổ. Họ, mình đâu biết hoàn cảnh họ như thế nào, không biết là họ có nghèo hay không, càng không biết họ có khổ hay không. Kể cả họ có nghèo nhưng chưa chắc họ đã khổ. Mình cứ mọi người có hiểu ý được không? Đôi khi họ vẫn hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống của họ chẳng hạn. Không ai đi nói ra những cái cảm xúc như vậy. Giữa trời đông cô đơn. Giữa trời đông cô đơn là cái gì? Dạ con chào bà. Không biết là buổi tối này đang trời mưa á, bà có ăn gì chưa ạ? Chưa. Bây giờ nha, bây giờ con có một món quà cho bà là bây giờ bà có muốn ăn một món gì đó mà ngày xưa giờ bà muốn ăn mà bà không có tiền mua không? Ngày xưa ăn quá trời rồi. Nghèo mà còn chưa được ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? May cho bạn này là cái đoạn này là đoạn thu âm ở ngoài, nhưng mà với cái suy nghĩ này, ta biết tại sao mọi người gửi cho tớ là mọi người quá là bức xúc. Nghèo mà còn chế đồ ăn cái gì, ông này thì giàu với ai chứ. Sẽ ăn quá trời rồi. Nghèo mà còn chế đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà hai vậy nha. Ây à, ai đồ, cái giọng của tớ đang mệt thì chớ tớ muốn gào lên ghê luôn ấy. Ăn phở hả? Ăn phở. Trời ơi, phở nó rẻ chứ mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Không. Rồi bây giờ con sẽ tặng cho bà một tô phở nóng, ok không? Để. Bây giờ bà ăn tái nạm bò viên, bà ăn cái gì? Nạc đúng không? À. Rồi bây giờ bà ngồi đây, đợi con một tí xíu, rồi con sẽ đi mua cho bà một tô phở nha. Bây giờ mình sẽ đi mua một tô bún bò. Bà nói là bà không có răng nên bà... Bà ấy nói là bà không có răng. Câu tớ chỉnh nha. Bà có thể là cái từ mọi người không nói bà ấy bà có nói với mình là bà không có ăn được đồ cứng, bà không có ăn đồ dai, thì có lẽ mình sẽ chọn cho bà ấy một cái món gì rất là mềm. Cái câu nó phải là như vậy. Bà ấy nói là bà bạn này như bạn ấy làm vì view, bạn ấy làm vì content, chứ bạn ấy không làm vì tấm lòng. Bạn ấy làm kiểu chạy KPI, mọi người làm để what the hell. Tại sao ăn mặc như này, trời đất ơi. Bà sẽ ăn nạm với lại tái thôi. Đấy, bạn ấy rất là cợt nhả. Rất là cợt nhả luôn ý. Phong cách, tính cách hay là cái gì ta? Ở đây là 55 ngàn. Chỗ đó em còn có 54 ngàn rồi. Chỗ đó lấy lỗi em được không? Rất là giàu có giữa trời đông, giá rét mà mua thiếu người ta 1 ngàn. Cảm ơn chị. Ok, bây giờ mình đi đây, đây cô. Cái này mình mua luôn đồ nhựa để đựng. Mà cái chỗ này bán cũng ok, rất là nhiều thịt luôn. Này chưa ăn nên chưa. Đoạn này tuyệt đối là sự bức xúc nhất. Tại sao cầm như thế này trời. Hoặc là đừng sâu cho như người ta thế này. Đầu tiên mọi người nhìn cái móng tay không, vào hết cái bát phở rồi, quá bẩn. Cái móng tay của bạn ý chưa biết ngon dở thế nào. Hello, coi đã đem tới cho bà một tô phở. Tớ biết là cái phong cách, cái mở đầu của mọi người, nhưng làm ơn khi gặp người lớn, đặc biệt là người nhiều tuổi, đừng hello, đừng cái gì ạ. Dạ con chào bà, dạ cháu chào bà. Thế trên đời tôi ghét nhất làm người không lễ phép, đấy là điều tôi ghét nhất trên đời. Vợ đài cháu ở bà. Mọi người nhìn bà đỡ không? Mọi người nhìn bà đỡ không? Ít nhất nếu mà nóng phải lót cái gì? Cái túi ni lông hoặc cái giấy để bà ăn. Cũng không biết là có giấy ăn ở chỗ đấy không nha. Đó bà ăn nha bà. Không biết bà còn nóng không nha. Ở chỗ bà ăn không miệng. Dạ, tại vì biết sao không, tại vì tụi con là một đám sinh viên nhỏ thôi, nên tụi con không có... Bà này có vấn đề cực kỳ nhiều về ngôn ngữ Việt Nam luôn, thực sự, từ ngữ dùng. Không có số tiền lớn để làm, nên mỗi người á, sẽ con sẽ cho ăn một bất kỳ một... Thề, tớ bực nhất là cái từ cho ăn, tại sao lại cho ăn nhỉ? Ai yêu cầu bạn cho ta? Bọn con sẽ cho ăn. Cho cái gì ta? No, no là cái gì? Xin lỗi, cái giọng của tớ. No Ono là kênh của bạn ấy à? Tớ vào tiktok.com xem No Ono là kênh No à? À, kênh nó tên là No Ono. Nó dám nói. Bạn có kênh riêng 600.000 681.000 follower. Chịu.
món ăn ngon nào đó mà các bà cứ chọn, nên là bà chọn phở thì tôi sẽ đem giúp bà một món phở nha bà. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Mọi người thấy không, kịch bản không chuẩn bị trước và cái lời nói nó không xuất phát từ tấm lòng, nó đến từ làm cho có KPI mọi người. Dạ. Đó, coi đi, cái số khổ là nó khổ gì đó. Cái chọn ăn bất kỳ một món ăn nào đó thì làm ơn đọc bào ngư vi cá vô. Tự nhiên ăn phở thôi, ăn ngon miệng là được. Thôi, chúc bà nhiều sức khỏe. Vượt qua. Không có một cái suộc nào ngồi cận cạnh bà, nói chuyện với bà, tâm sự với bà, xem hoàn cảnh thế nào, ra làm sao. Để bà đội cái khẩu trang thương thì... Qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp quà đâu, bye bye cho cậu, ẵng ẵng. Bớt nghèo lại đi nha, không ai tiếp hoài đâu à. Không ai giúp quà đâu, bye bye. Xin lỗi người, tôi bực quá. Xin lỗi người nha, tôi đang ốm mà tôi xem lại tôi bực quá. Sáu trăm tám mươi mấy follower. Qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp quà đâu. Không có một tí hình ảnh nào bạn ngồi cạnh bà luôn. Không cúi đầu lễ phép, không không nói chuyện, không. Ok, tao xem cái kia, bực quá. Cái kia là cái gì đây? Rip khác chăng? Bực thật sự luôn. À, nếu nó khẳng định mọi người sẽ không tẩy chay được mình. Đây, tớ bật cái này luôn cho mọi người xem nó dễ. Đây. Gì? Tụi bay nói gì? Tẩy chay nổ nô hả? Đây, để tao nói cho những cái không thể nào tẩy chay được nổ nô nè. Nổ nô lúc nào cũng đặt người tiêu dùng lên hàng đầu. Và những video của nổ nô chưa bao giờ tụi bay thấy sai. Người tiêu dùng là cái gì? Tại sao là người tiêu dùng ta? Gì? Tụi bay nói gì? Tẩy chay nổ nô hả? Đây, để tao nói cho những cái không thể nào tẩy chay được nổ nô nè. Nổ nô lúc nào cũng đặt người tiêu dùng lên hàng đầu. Và những video của nổ... Liên quan gì mà người tiêu dùng? Nổ nô chưa bao giờ tụi bay thấy sai ở trong cái video đó của tao. Tụi bay có thể tẩy chay tao luôn. Tụi bay không coi cũng được. Tụi bay có thể đi ăn những cái con tiktoker khác đi. Ăn theo nó đi, học theo nó đi, ăn theo nó cũng được. Đến lúc tụi bay thất vọng, tụi bay đừng bao giờ quay lại tìm tao, hay là tụi bay đừng có chửi bới nó. Tụi bay đã chấp nhận đi ăn theo nó thì tụi bay đừng chửi nó. Má ơi, đỉnh cao, quá đỉnh cao. Mọi người thấy không? Không có lời gì để nói. Và Tớ không nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Sorry mọi người, nhưng mà bạn này hơi quá đáng rồi. Bạn ấy cần một cái gì đó. Bạn ấy cần một bài học. Và tớ tin chắc rằng là tớ không dám tự tin, nhưng mà tớ mà làm reaction mà tớ để ý cho thì bạn này không phân trần, không xin lỗi đủ thỏa đáng. Tớ nghĩ là một thật kinh thì bạn sẽ đi. Hai bạn sẽ bay màu hết. Tại sao có một người đi cho ăn người khác nhỉ? Tại sao nó lại như vậy ta? Ai có nhu cầu ta? Một ngày tử tế của nô. Vậy những ngày còn lại không tử tế à? Người nghèo muốn ăn gì nấu nô cho ăn đó. Điền thật. Điền. Điền thực sự luôn ấy. Bạn cũng đẹp trai mà đâu đến nỗi mà sao cách bạn ấy dùng từ kỳ thế trời. Má ơi, điên thật sự luôn.
Thua. Mọi người thấy không? Ngôn từ, từ ngữ. Các bạn có làm bất cứ một chuyện gì trên đời, làm ơn đừng đừng không lễ phép người lớn. Điều tối của tối kỵ. Chỉ cuộc đời này. Mọi người tự nhận thực sự tôi quá bực rồi. Tôi không dám nói cái gì, tôi sợ tôi nói gì nó mất khôn ấy. Tôi quá bực. Và làm ơn bạn ơi, bạn nên dừng cái series này lại. Và làm ơn kiểm điểm bản thân dùm tôi, chứ không bao giờ nó là một ngày tử tế của nấu tô. Người nghèo ăn gì nấu nô cho ăn đấy. Tôi xem thử một cái video khác nào. Người nghèo ăn gì nô nô cho ăn đấy, tập 2002. Hello ông già, con đã quay trở lại rồi đấy. Dạ chú ơi, con đến từ người ngoài trái đất đi. Bây giờ con muốn hỏi chú là người nghèo ăn gì nô nô cho ăn đấy, tập 2002. Hello ông già, con đã quay trở lại rồi đấy. Dạ chú. Để cho mọi người xem cùng luôn nha. Chú ơi, con đến từ người ngoài trái đất đi. Bây giờ con người nghèo ăn gì nô nô cho ăn đấy, tập 2002. Hello ông già, con đã quay trở lại rồi đấy. Dạ. Mẹ ơi, sao có câu trả lời mở đầu đó. À, chú ơi, con đến từ người ngoài trái đất đi. Bây giờ con muốn hỏi chú là ngày xưa giờ á, chú có muốn ăn một món ăn gì á mà chú không có tiền mua không? Bây giờ con sẽ mua cho chú ăn. Dạ có muốn ăn cơm sườn. Muốn ăn cơm sườn hả? Dạ. Bây giờ không có muốn ăn gì cao sang hơn hả? Dạ không, bình thường vậy thôi ạ. À. Trời ơi, cơm sườn thì quá dễ rồi. Bây giờ chú ngồi đây chú đợi con một chút xíu nha. Dạ. Con sẽ đi mua cơm sườn rồi con quay lại con đưa dấu nha. Ai, cảm ơn con. Dạ. Đã nghèo mà còn bị đặt ăn cơm sườn, sao không ăn tôm hùm của má ơi, điên. Ê, hỏi thật bạn thích chết không? Tớ có thể rất hiền. Tớ là người cực kỳ cố gắng làm mọi thứ nó toàn vẹn nhất. Rõ ràng thì ai biết tính tớ biết. Nhưng mà tớ mà cáu lên thì thôi. cô hoàng đế luôn đi trời. Cô lựa cho con một miếng sườn nào nó hơi dày dày chút xíu nha. Cái con mua cho cái chú ở kia ở ngoài đường. Sườn ở đây nướng cực kỳ. Trời ơi, con mua cho chú ngoài kia ở ngoài đường á. Ý ơi, tại sao phải thêm cái đấy vào trời? Thơm luôn, miếng thịt cực kỳ dày, 1/32 cạnh, nằm tại số 19 chung cư Ấn Quang, đường Bà Hạc, quận 10. Cái này bán trong tấm đêm nha. Hello ông già, con đã quay trở lại rồi đấy. À, như là đã hứa thì con sẽ mua cho chú một hộp cơm sườn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, rồi coi như là buổi tối nay con may mắn được gặp được chú. Coi như là cái hữu duyên, sẽ con gửi chú 100.000. Rồi, dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Bữa con bữa ăn của con làm cho chú ấm áp lắm. Cảm ơn chú. Thôi thôi cho chú. Trời mùa đông lạnh như thế này. Dạ. Ăn của con trời quá. Không, tại vì cái miệng con hổ có trên mạng lắm, nhưng mà con đem cái sự lan tỏa cái tận này đến cho mọi người, mấy bạn trẻ có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn thôi. Dạ tự. Miệng con hốt. Cảm ơn mọi người. Nếu có dịp sau này tớ hứa tớ sẽ làm như này. Nhưng rồi mọi người sẽ thấy một cách đối xử với người lớn nó phải như thế nào. Mua cái hộp cơm, làm ơn mua thêm cái bát dùm, làm ơn mua thêm cái đũa, cái thìa sắt dùm, inox dùm, cho người ta tiền, giấy ăn đàng hoàng, nước chấm đàng hoàng, dọn hai tay đưa, ngồi nói chuyện, chúng ăn xong cầm về đàng hoàng, đừng để ăn trong hộp xốp được không trời. Đây nha, à, chú ăn ngon miệng. Format một clip 1 phút 36 giây. Chịu luôn mọi người ơi. No comment. Mọi người đặt comment cho tớ xem thì tớ chịu luôn. Không biết nói gì hơn nè. Bực quá. Cái giọng này đã bực.